Hàng về Sumati về quá trời luôn. Các bạn nhanh tay đặt hàng nhé, để nhận chương trình khuyến mại là khi mua máy rửa xe Sumati được tặng bộ máy xay đa năng Matsuko trị giá 1.350.000 đồng. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dung Dâu Điện Máy. Như vừa rồi các bạn đã thấy là Dung Dâu về rất là nhiều của mẫu máy Sumati. Vừa rồi Dung Dâu về được 200 con. Và hiện tại là tại điện máy Dung Dâu là mẫu máy Sumati là Dung Dâu đang bán chạy nhất trên thị trường và số lượng bán được nhiều nhất. Bởi vì sao có mẫu máy Sumati lại bán được quá nhiều như vậy? Vì là con này nó đạt được hai tiêu chí, đó là tiêu chí về áp lực nước và lưu lượng nước. Đây là hai cái tiêu chí cơ bản nhất để khẳng định một cái máy rửa xe nó có mạnh hay không. Nó phải có hai yếu tố, đó là áp lực và lưu lượng nước. Như các bạn đã biết đấy, thì ở các clip trước chúng tôi có chia sẻ rồi, cái cách lựa chọn và cái kinh nghiệm để lựa chọn một cái mẫu máy rửa xe đảm bảo nó mạnh, nó khỏe. Thì điều quan trọng nhất đó là về cân nặng, chúng ta quan tâm đến cái xác của nó, nghĩa là trọng lượng của nguyên xác thôi, nó nặng bao nhiêu cân. Máy càng nặng thì nó sẽ càng khỏe, tỷ lệ thuận với nó là gì? Nghĩa là máy càng nặng ấy, thì công suất nó sẽ lớn hơn này, bộ bơm to hơn này, piston to hơn này, kèm theo là rô to và xích to nó sẽ lớn hơn, thì công suất nó sẽ khỏe hơn và áp lực cũng như lưu lượng nó sẽ mạnh hơn. Ngoài ra thì đối với các dòng máy rửa xe ấy, nhà máy họ đã tính toán rồi, đối với mỗi một mẫu máy rửa xe với mỗi một công suất khác nhau thì nó sẽ đi theo cái lỗ bếp súng khác nhau. Với những con máy mà 6-7 cân đấy thì nó sẽ đi bếp 1 ly, 7-8 cân thì sẽ là 1 ly 2, tầm đến 9 cân thì là 1 ly 3, 10 cân là 1 ly 4. Còn với những cái mẫu máy mà tầm 12-13 cân nó sẽ đi bếp 1 ly rưỡi hoặc 1 ly 6. Nên là với số tiền chúng ta bỏ ra ấy, nó sẽ xứng đáng với cái sản phẩm chúng ta nhận lại được. Không bao giờ có cái chuyện là cái máy 1.6 triệu nó lại mạnh hơn cái máy 2.3 triệu được. Và không thể nào cái máy mà nặng 7 cân có thể mạnh hơn được cái máy nặng 12 cân. Điều đấy là điều phi lý và vô lý, không mà có chuyện đó. Các bạn phải hiểu rằng những cái máy bé, công suất bé bắt buộc họ phải đưa cái lỗ bếp bé để tăng áp lên. Nhưng vấn đề là tăng được áp lực nước lên nhưng mà cái tia nước rất là bé, nó phải đi kèm với lưu lượng mà. Nên là quan trọng nhất đấy, để mà máy nó mạnh phải đạt được hai yếu tố, đó là áp lực nước và lưu lượng nước. Đấy mới là cái tiêu chí để đánh giá một con máy nó mạnh. Và ngày hôm nay ấy, để thực tiễn, Dung Dâu sẽ test thực tế cái mẫu máy Sumati hiện tại đang bán rất là chạy trên điện máy Dung Dâu. Đó là Sumati 12 cân nguyên xác. Và Dung Dâu sẽ test với con Panda nguyên xác là 10 cân. Đây, con nguyên xác 10 cân này. Và sẽ thực tiễn các bạn xem luôn này. Đây nhá, con Panda này nguyên xác là 10 cân này. Con Sumati này nguyên xác là 12 cân này. Để các bạn thấy được thực tế là nó như nào, chúng ta so sánh cái áp lực nước và lưu lượng nước, chúng ta phải so sánh một cách nó khách quan, một cách khoa học và có dẫn chứng rõ ràng thì nó mới có tính thuyết phục được. Còn nếu mà chỉ có so sánh đưa lên chung chung thì có thể các bạn sẽ không hình dung được, khó hình dung. Đấy, còn với những cái mẫu mà nó nhẹ hơn như con này 8 cân rưỡi này hay là 9 cân rưỡi thì thôi, bỏ qua, không thử nghiệm làm gì. Chúng ta sẽ thử một con 12 cân nhé và một con 10 cân nhé, để các bạn thấy được nhé, là những cái chia sẻ của Dung Dâu đó. Đây là những chia sẻ bí quyết trong nghề ấy. Xem là những cái chia sẻ này có chính xác không. Như con này của nó này, nguyên xác là 10 cân thì nó sẽ đi bếp là 1.3 mm. Còn với con Sumati này, nguyên xác của nó là 12 cân thì cái lỗ bếp của nó sẽ đi bếp lớn hơn, là bếp 1.5 ly. Bây giờ nhá, mình sẽ test thực tế cho các bạn từng loại một, để mà kiểm chứng một cách chuẩn xác nhất và khoa học nhất đấy, và có cái dẫn chứng thuyết phục nhất, thì chúng ta phải thử từng con một, sau đó chúng ta sẽ đổi súng để thấy được cái áp nó như nào. Đầu tiên là con Panda nhá. Đây, đồng hồ áp của nó lên 15 nhá, 16 nhá, 16 này. Bây giờ mình sẽ thay cái súng của con Sumati 1.5 mm vào con Panda này thì chắc chắn rồi, áp nó sẽ bị tụt thê thảm luôn. Đây nhá, con Panda này lắp súng của con Sumati này, bếp 1.5 mm này, các bạn nhìn áp nhá, với súng nguyên bản của nó sẽ lên 16, còn bây giờ súng này đây
Các bạn thấy không? Cái áp của nó bị tụt thê thảm luôn, đang từ 16 xuống 10 luôn. Các bạn thấy không? Đây. Đang từ 16 xuống 10 luôn. Tụt áp một cách thê thảm. Con Panda ấy, 10 cân. Với súng nguyên bản áp lên 17, nhưng mà khi đưa súng Osumati vào lỗ to vào, áp bị tụt thê thảm luôn. Và ngược lại nhá. Rồi bật Osumati lên. Đây. Với súng của Osumati này, áp lên đây 21 nhá. Rồi, nhả ra. Bị em lắp ngược lại với cái súng của con Panda. Đây nhá, khi mà chúng ta đưa cái súng của con Panda ấy, lỗ bép 1,3 vào con Osumati, thì chúng ta sẽ thấy là áp nó sẽ vụt lên rất là cao. Đây, bóp đi. Đây này. Đang từ 20 này, nó vọt lên hẳn 40 luôn. 40 ấy, áp nó lên cao nhưng mà cái lưu lượng của nó ít đi. Vì sao? Vì cái lỗ bép của này bé, lỗ bép của này có 1,3mm thôi. Rồi ok, nhả đi. Đấy, để với cái video này mình sẽ chứng minh cho các bạn một cách khách quan và cũng như là một cách khoa học nhất, để các bạn thấy rằng là đối với những cái dòng máy rửa xe này, như các clip trước chúng tôi có chia sẻ ấy, nó mạnh hay không thì nó phải bao gồm hai yếu tố, đó là áp lực nước và lưu lượng nước, phải được cả hai yếu tố. Là một, thứ hai nữa là chúng ta chọn máy rửa xe theo cân nặng. Máy càng nặng thì động cơ nó càng khỏe, tỷ lệ thuận là áp lực nước cao và lưu lượng nước nhiều. Thêm nữa là máy nặng ấy thì cái công suất nó sẽ lớn hơn, vòng quay, cái vòng quấn nó sẽ nhiều hơn, cũng như là chiều dài của rô to và xích to nó sẽ lớn hơn. Đấy, đây là một cái video dẫn chứng rất là rõ ràng và một cách rất là thực tiễn, cũng như là rất là khách quan, để các bạn thấy được về cái áp lực nước của các dòng máy rửa xe này, về cách so sánh. Chúng ta phải so sánh, phải thực tế, phải có dẫn chứng cụ thể và khoa học. Đấy, đơn giản nhất ấy, các bạn cứ thay thử cái súng của con nặng hơn và con yếu hơn khác là biết ngay là cái áp nó sẽ tụt thê thảm luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.